Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID đầu tiên là 001, minh họa cho khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần đếm chất tác dụng với NaOH. Trước khi mà xem video này thì các em hãy tải cái link đề về, các em cày trước đi. Sau đó các em xem lại video thì chúng ta mới có ý nghĩa được, rút ra những cái sai và rút kinh nghiệm khi chúng ta làm đề. Đi với bài này của thầy thì việc khó nhất của các em vẫn là tên tuổi, để các em dịch ra công thức. Sau khi có công thức rồi thì các em phải tra các điều kiện để phản ứng với NaOH. Thì ở đây là thầy thống kê ở phổ thông các em gặp những trường hợp điển hình mà ở lớp 12 và lớp 11 các em gặp là trường hợp phản ứng được với NaOH. Thứ nhất là phenol. Thứ hai là có chữ axit, gồm có axit hoặc amino acid, ester và chất béo, peptide, protein, muối của amin. Thầy lấy ví dụ điển hình vài muối amin đây. Và polymer gồm có polyamide, polyester và polymer có chứa chất ester đều có thể khả năng phản ứng với lại NaOH. Thế thì ở đây đáp án của thầy là D. Các chất được chọn in màu đỏ. Đó. Việc tiếp theo của thầy là minh họa cho các bạn phương trình để các bạn thấy rõ hơn về cấu tạo, lý do vì sao lại chọn như vậy. Thứ nhất là chất đầu tiên, nó là axit glutamic, nó có chữ axit, vậy là phản ứng bình thường. Thứ hai là metin ammoni clorua, chính là muối của amin. Đó, nó phản ứng tạo ra amin. Ester, đó, vinylin acetate chính là ester. Phenol, gly chính là peptide. Còn lại là glycerol và saccharose thì không phản ứng vì nó không thỏa mãn một trong 6 điều kiện ở góc trên này. Ok.